Rồi, xin kính chào các bạn. Thì hôm nay mình có một cây linh sam siêu bông, cũng hai thân anh em, cũng hai thân. Hôm nay mình trồng cây này cũng mất khoảng 3 4 tháng rồi, cũng đã lược chi hết một hai lần nó mới được như vậy anh em. Nói chung là siêu bông là cái dòng linh sam nó tạo hình thành phẩm rất là nhanh, tại vì nó có cái độ nảy nhánh nảy chồi rất là nhanh. Ví dụ trên một cái nhánh chủ á, các bạn chăm sóc tốt thì nó có thể nảy chồi đầy hết, các bạn lược lại các bạn uống rất là dễ dàng. Còn những cái giống linh sam khác như là linh sam song hinh hoặc là kim song hinh hoặc là những giống khác nữa thì nó có cái độ nảy chồi đẻ nhánh trên nhánh chính rất là ít, nên là nó làm thành phẩm rất là lâu. Với lại nữa thì cái độ mau lớn của cái thân của nó cũng rất là nhanh. Thì các bạn nếu mà mới tập chơi thì linh sam, nhưng mà cái dòng siêu bông là cái loại dễ chơi và dễ thao tác, dễ tạo hình nhất. Nếu anh em mình có điều kiện hay là muốn học về tạo hình bonsai thì các bạn chọn cái dòng linh sam nè. Đối với cây linh sam siêu bông thì tạo tác từ 5 đến 7 tháng là có một cây tương đối hoàn chỉnh để chơi nha, tương đối hoàn chỉnh để chơi. Tuy nhiên thì cái độ cành nó chưa có mập, chưa có đạt, các bạn phải nuôi thêm một thời gian nữa nó để đạt cái độ lớn của cành, nó tương thích với cốt thân. Vì cái cơ bản thì nó như cái cây này ở đây thì tôi có uống hết bộ nước chi rồi, bắt đầu tôi bỏ vô chậu, tôi trồng, bỏ thả cho nó khoảng thêm 1 tháng rưỡi là nay mình thấy nhánh nó bắn lên rất là nhiều. Rồi bữa nay nữa nó bắn lên thì mình bắt đầu mình lược lại, mình phân nó đều ra lại nha, cho nó có lớp có lan lại, cho nó có lớp có lan, có trình tự lại, nó nhìn nó sẽ ngăn nắp và nó đẹp hơn. Thì cây này là cây dáng trực anh em, nó trực hai thân, trực lắc hai thân, nhưng mà nó có hai nhánh. Trực hai thân, hai nhánh đưa ra, hai nhánh này nó to bằng nhau. Nếu mình cắt bỏ một nhánh thì sau này nó mình làm cái cây nó rất là lâu thành phẩm, với lại nữa thì nó thạo nó nhiều nên là mình chừa hai nhánh luôn. Đây, một cái nhánh chĩa ra ngang ra thì mình sử dụng mình làm uống những cái phong tàn, những cái tàn ngang ra. Còn cái nhánh chính cao hơn thì mình để dành làm cái dựng cái ngọn ở trên đó cho nó. Về cái dáng của cây này thuộc cái dáng cái bộ tán thuộc cái dáng cái bộ tán thuộc cái kiểu là tam giác lệch nha, nó có cái cạnh là chiều hướng. Khi bạn đã uống cây và nó vào khuôn khổ hết thì bạn nuôi thả cho nhánh nó mập nha, nó mập xong rồi mình lược lược vài lần nữa là cây nó rất là già và nó nhánh nó rất là mập trơ, nhìn rất là ấn tượng. Khi linh sam mà các bạn đã lược đúng nhánh đó, anh em mình lược đúng nhánh nhánh thì mình uống sơ một cấp ra cho nó. Rồi bắt đầu từ những nhánh sơ cấp đó nó bắn lên rất là nhiều nhánh nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi bắt đầu mình đúng thời gian nó đủ độ dài, đủ độ dài thì bắt đầu mình dằn lại một nước nữa. Đối với người mà nuôi mà dạng cây có giá trị, bạn nuôi thường ta nuôi thả cho nhánh nó mập dữ lắm. Còn đây mình nuôi dạng mình cũng bán nên là cái giá trị nó cũng vừa phải, nên là cái khi mà nó ra ra cái nhánh vừa vừa là mình đã uống rồi. Mà mình uống cho nó ấm cái tàn. Rồi cái anh em nào muốn mua thì mua về, giá cũng mềm, rồi các bạn dưỡng thêm từ những cái cơ bản đó, các bạn uống bung ra hay là dặn lại tùy, để mình nhìn những cái cơ sở đi trước rồi mình đi sau, mình sẽ uống nó dễ, mình có cái mình biết phân chia nó ra làm sao. Chứ giờ uống cây thành phẩm nhánh lớn hết không, nhánh mập mạp hết thì bạn bán rất giá rất cao, tại vì thời gian nó rất lâu.
ít ai anh em nào có điều kiện mới tập chơi có thể mua được. Bắt đầu cái này thì mình cũng xử lý ấm tàn xong bắt đầu mình vô chậu mình đậy nắng cho lá nó già lại thì cái bông nó ra xuyên suốt thôi. Cái loại siêu bông này thì cũng như những loại dòng linh sam thường những cái người ở chợ lách hay là cái Bến Tre hay là cái Mơ Bến Tre người ta thường là ghép anh em. Người ta ghép vào chứ ít ai mà lượt nhánh để cho tự nhánh ra lắm. Ta ghép vào thường những cái cây như vậy thì cái vết ghép của nó sau này nó dễ bị tét lắm. Nó không có liền xương mà liền da không à, rất dễ bị tét. Giờ đó tôi cũng mua vài cây thì thấy trường hợp này giờ tôi không có ghép nữa, để cho nó ra tự nhiên. Nó không ra thì mình ép cho nó ra, cắt gọt sau đó. Chứ chuyện ghép là quá bình thường rồi, muốn nhánh mọc ngay đâu thì ghép ngay đó thôi. Rồi mời anh em mình theo dõi tiếp cái video. Chúc anh em mình xem video vui, nếu hay thì hãy đăng ký kênh, like video để nhận được những thông báo mới nhất. Rồi, xin kính chào các bạn.